Buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam được diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu trong chuyến làm khách đến Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới. Ở buổi tập này, 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội gồm Hùng Dũng, Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Văn Quyết và Văn Tùng đã hồi quân sau khi thi đấu ở AFC Champions League. Tiền đạo Tuấn Hải cũng đã có một số chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cái lúc mà mình chuyền bóng với chuyền bóng dài thì cái độ nảy của quả bóng nó sẽ khác với cỏ tự nhiên. Và những cái lúc mà mình bứt tốc độ, xoay sở thì nó sẽ không được như ở sân cỏ tự nhiên và rất dễ bị những cái chấn thương, bởi vì sân cỏ nhân tạo thì nó sẽ rít hơn là sân cỏ tự nhiên. Sau 8 tháng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Xie, các cầu thủ đã quen với triết lý chơi bóng mới và sẵn sàng hướng đến hai trận đấu quan trọng sắp tới gặp Philippines và Iraq. Có đôi chút lo lắng khi một số trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu hay Duy Mạnh sẽ vắng mặt do chấn thương, trong khi Quế Ngọc Hải vẫn đang phải tập riêng cùng bác sĩ.